Hello, nhà tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại giờ mình đang ở Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình các bạn ơi. Ngay gần thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Hôm nay thì mình đi quay một chút video hoa xuân của Quỳnh Phụ, Thái Bình các bạn nhé. Đây, phía trên này là chợ hoa của Quỳnh Phụ này. Có rất là nhiều quất cảnh hoa đào và bưởi này. Trên này họ bán hoa, hoa cúc mà, hoa lan này. Trên này là hết rồi. Phía trên kia là thị trấn Quỳnh Côi nhá. Còn đây là thuộc Quỳnh Hồng. Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Rất là nhiều chậu cảnh đẹp. Vậy là hôm nay là 24 âm các bạn nhé. Chưa đầy một tuần nữa là Tết rồi. Phía trên này họ trưng bày rất là nhiều cây cảnh trưng Tết. Trồng cả năm để cuối năm bắt đầu bán thu hoạch. Chăm sóc cây cảnh rất là vất vả cả năm trời để rồi cuối năm thu hoạch các bạn nhé. Trên này không phải những nhà vườn này, hoa rất đẹp luôn. Nhiều hoa các bạn nhé. Nhà vườn họ trồng cả cái quất ở dưới nữa này. Ở Thái Bình này thì mình được biết có những xã trồng cây cảnh rất là đẹp như Bách Thuận, Tân Lập, Hồng Lĩnh và đây là Quỳnh Hồng của Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Phía trên này chợ hoa rất là nhiều luôn. Tha hồ chọn lựa từ những cây to đến cây nhỏ. Đây, phía dưới này là ruộng cây cảnh các bạn nhé, rất nhiều. Du khách có thể đến xuống chọn lựa dưới ruộng hoặc là mua trên chậu mà chủ nhà vườn họ đã đánh cây sẵn lên trên đây rồi. Người mua kẻ bán rất là tấp nập. Chuyển trời ấm lên một chút là hoa đào nở bung ra ngay các bạn đấy.
trời lạnh thì hoa đào nó nở lâu, còn ấm lên một chút là hoa đào nở rất nhanh luôn. Ở phía trên nữa này, rất là nhiều nhà vườn. Có cả cây, những cây đào dưới ruộng này. Nhà vườn ở trên này thì họ cứ để cây sẵn trên ruộng nhé. Du khách có thể vào tha hồ mà lựa chọn mua cây nào thì họ đánh cái đó trở về. Phía trên này bắt đầu là lác đác nhà trồng cây cảnh này ít rồi đấy. Sau đây thì mình sẽ quay lại. Dịp cuối năm này thì đường xá khá là đông. Mình sẽ quay lại mình quay video cho các bạn xem. Rất là nhiều du khách đến đây để mua chọn lựa này. Họ đứng từ trên ruộng mà nhìn xuống, họ ngắm nghía để họ xem những cây nào đẹp thì họ lấy. Có cả những xe bên Nam Định họ sang đây họ mua này, toàn ô tô này. Rồi biển số xe của thành phố Thái Bình cũng xuống đây mua rất là nhiều. Đây là cây quất 200 này. Họ ghi sẵn giá 200 một cây này, đồng giá 200. Quất năm nay khá là rẻ. Mỗi năm những cây quất to mình nghĩ là phải tầm 300 đến 500. Mà những cây quất năm nay thì giá rẻ khá là nhiều so với mọi năm. Đây là những cây quất nhỏ này. Không khí rất là tâm nập các bạn ơi. Đây cái biển số xe của Hà Nội cũng không về đây mua này. Phía trước mặt mình đây đó là ruộng hoa các bạn nhé. Ruộng hoa và cây cảnh của xã Quỳnh Hồng rất là đẹp. Sau đây thì mình sẽ đi về thôi. Đi về còn quay những cảnh khác không phải trời tối mất.
đường phố thì cũng rất là đông, kể cả là ở dưới khu dưới xã hay thị trấn thì cũng rất là đông, không cứ gì ở thành phố bạn nhé. Những cái ngày này đi lại mình phải hết sức cẩn thận. Còn mấy hôm nữa là Tết rồi. Đẹp, nhiều hoa thế, ruộng hoa trồng này rất là nhiều này. Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình ấy. Dưới ruộng này họ cũng trồng rất nhiều ở khu vực này này, cả hoa cả cây cảnh này. Nhưng ở chỗ khu vực này không sôi động bằng khu trên ngã ba kia. Trên ngã ba kia thì rất là sôi động, họ bán rất là nhiều chậu cây cảnh. Trồng cây cảnh thì thu nhập nó sẽ cao hơn là trồng lúa rất là nhiều. Chơi này khi là hết rồi đấy. Dưới chỗ ruộng kia là trồng quất này, bên này trồng cây hoa. Thì trên này là hết rồi.